Giống bố. Điểm đấy. Rồi, con dai ra. Điểm này. Tuấn đang bị bóng ấy nhỉ. Ngồi thấp xuống. Tại vì cái này ngồi tùy anh. Anh không thấy mặt em. Điểm này không cần để bao lâu. Chị kia đi phát là em ăn luôn cho em cầm đi luôn. Mùi. Ok thôi quay nhá. Là như nào rồi điểm một chỉ diễn đi đúng không? Thì rồi nào lại nào chồng em còn chồng em nữa cơ mà rồi cho cháu xin cắt nhá. Cái điểm mà ấy ở đây này thì cái Hà, cái thái độ cái Hà nó lúc mà nghĩa nó ở đây thì anh phải lấy cái thái độ cái Hà nó lúng túng ở đây để vấn đề thứ ba. Anh giáp ở đây làm gì? Rồi lại từ đầu đi. Kitty ơi, Kitty có muốn mua một quyển truyện mới để tối trước khi đi ngủ hai mẹ con mình cùng đọc không? Có ạ. Bà muốn đọc nha. Thời gian tới ba Vũ sẽ ít có dịp gặp Kitty. Kitty đừng buồn nhá. Vâng ạ. Mẹ sẽ nhờ ông ngoại đọc truyện cho Kitty được không? Được ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Bây giờ hai mẹ con mình đi chọn truyện nhá. Vâng ạ. Đi thôi. Bố ơi, hình như kia là cô Hà và em Kitty ấy. Con có muốn mua thêm cái gì không? Có ạ. Hai mẹ con mình vào đây nhá. Vâng ạ. Ôi, Kitty nhìn này. Giống Kitty không? À, Kitty. Giống mẹ Hà. Ủa, mẹ Hà Kitty đây ơi, Kitty. Con chào hai. Con chào cô Hà. Con chào hai, con chào chú. Cô chào con. Chào hai mẹ con, chào Kitty. Yeah. Thế Kitty chào anh thì có nhận ra anh không? À, em ăn rồi. Ừ, hai con ngồi đấy ăn đi. Nào, ngồi xuống đây. Bỏ ba lô ra con. Nào, Kitty bỏ ba lô ra con. Ngồi cho thoải mái nhá. Yeah. Ừ. Kitty này, và anh nhà anh đi. Anh ăn gì? Hai bố con anh đi phố sách. Gồm thấy Kitty nên muốn lại chơi. Mẹ con tôi cũng đi khỏi đây bây giờ đây. Hà. Thảo nào chị nghe cái tiếng quen quen. Chị Hoa, lâu lắm rồi mới gặp. Chị khỏe không ạ? Chị khỏe. Đây là chồng em tên là Nghĩa đúng không? Chị nhớ mà. Mà này, hai con của em lớn thế. Con gái xinh quá cơ. Giống bố thế chứ đi. Con gái giống cha giàu ba họ. Chào cô chú ạ. Ba lô của con mua sách xong rồi, mình về đi mẹ. Con muốn ăn KFC. Ừ, thế thôi chị về trước, hai vợ chồng về sau nhá. Lần sau có dịp gặp chị em mình đi cà phê. Con gái xinh quá. Bác chào hai con nhá, bác về đây. Con chào bác. Chào cô chú ạ. Ừ. Đây là chị đồng nghiệp cũ, chị nghỉ việc lâu rồi nên không biết chuyện của tôi và anh. Kitty ơi, Kitty, bà Vũ đến đón hai mẹ con mình qua nhà chú Nam chơi đấy. Đi ra đây với mẹ. Con chào anh Gôn đi để đi về nào. Nên ba Vũ đón. Chào anh Gôn. Bye Kitty nhá. Cháu chào cô ạ. Ừ, cô chào Gôn. Chào chú đi con. Bye chào chú. Ừ, chào Kitty. Đi nhanh lên con.
Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy ạ? À? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao?